một sản phẩm tuyệt vời được các nhà hàng, khách sạn lớn tin dùng nhiều nhất đó chính là khăn giấy napkin da Bunny 108 từ thế giới giấy. Đây không chỉ là một sản phẩm tiện ích, mà còn là một công cụ tinh tế để nâng tầm thương hiệu và tạo ấn tượng sâu sắc với khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao khăn giấy napkin da Bunny lại được nhiều nhà hàng, khách sạn ưa chuộng đến vậy nhé. Đầu tiên, chất lượng là yếu tố hàng đầu khiến napkin da Bunny trở nên đặc biệt. Sản phẩm này được làm từ 100% bột giấy nguyên sinh, không sử dụng hóa chất tẩy trắng. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, mà còn giúp sản phẩm giữ được màu trắng tự nhiên, tinh tế. Khi khách hàng sử dụng, họ sẽ cảm nhận ngay sự mềm mại, mịn màng và độ thấm hút cực tốt của khăn giấy. Không bụi, không nhũng, khăn giấy napkin da Bunny mang lại cảm giác dễ chịu và sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiện sự quan tâm và chu đáo của nhà hàng, khách sạn dành cho khách hàng của mình. Thứ hai, khăn giấy napkin da Bunny có thiết kế vô cùng tiện dụng với kích thước khổ 240x240mm. Sản phẩm được thiết kế để phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng trong nhà hàng, khách sạn. Mỗi gói chứa 108 tờ, được đóng gói thành 60 gói trên một thùng, không chỉ giúp tiết kiệm mà còn dễ dàng bảo quản, sử dụng. Bạn không còn phải lo lắng về việc hết khăn giấy trong những thời điểm cao điểm hay khi nhà hàng, khách sạn đông khách. Một trong những ưu điểm vượt trội nữa của khăn giấy napkin da Bunny chính là khả năng in logo tùy chỉnh. Khăn giấy này không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách hàng, mà còn là một công cụ marketing hiệu quả. Việc in logo của nhà hàng, khách sạn lên khăn giấy giúp hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu một cách đồng bộ và sáng tạo. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại có tác động rất lớn trong việc tạo dấu ấn và ghi nhớ trong tâm trí khách hàng. Mỗi lần sử dụng khăn giấy, khách hàng sẽ thấy logo của bạn. Đó là một cách quảng bá thương hiệu vô cùng tinh tế và hiệu quả, giúp thương hiệu của bạn lan tỏa một cách tự nhiên nhất. Khăn giấy napkin da Bunny 108 không chỉ là một sản phẩm tiện ích, mà còn khẳng định sự tinh tế và đẳng cấp trong từng dịch vụ của nhà hàng, khách sạn. Một chiếc khăn giấy nhỏ bé nhưng lại có thể nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, giúp họ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và chu đáo của bạn. Đặc biệt, với khả năng in logo tùy chỉnh, mỗi chiếc khăn giấy sẽ trở thành một đại sứ thương hiệu nhỏ, góp phần nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu của bạn trong lòng khách hàng. Nếu bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và muốn tạo ấn tượng sâu sắc với khách hàng, khăn giấy napkin da Bunny 108 chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Không chỉ giúp nâng tầm trải nghiệm khách hàng, sản phẩm này còn giúp bạn xây dựng thương hiệu một cách độc đáo và tinh tế. Hãy để mỗi chi tiết nhỏ trong dịch vụ của bạn đều thể hiện được đẳng cấp và sự khác biệt. Nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Thế Giới Giấy ngay hôm nay để được tư vấn và nhận ưu đãi đặc biệt nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu một cách bền vững và hiệu quả. Thế Giới Giấy, nhà sản xuất giấy hàng đầu Việt Nam.